Tao nghĩ anh em nhảy tháp đi Nam ơi. Ai đùa nhảy mà, tao ở đâu, tao thích cho đùa. Nhảy tháp ôm bo để tao lên video phát nhảy này, nãy giờ con thôi đừng, từ thế nó lại không hay. Đây vào đây cho. Với những fan cần đấy. Liên tục. Vào đây bật cho nó sướng. Nó có vẻ ổn hơn. Chết thì thôi. Cứ lo lên cả liên tục. Cái gì mà nhảy mãi. Thôi. Đúng rồi. À, kiểu gì mà tao lên. Nhưng mà nãy giờ ba ván rồi chắc là cũng nhiều bắn nhau á, cũng đang lừa á. Bây giờ kiểu tay nó đang nóng. Đúng rồi. Đâu cái highlight sao đột ra đi. Ghép mới đoạn highlight lúc nãy vào. Vì vào. Nhìn nhìn. Chị ai? Ờ idol. Ông vuông này. Đã mình vào chỗ đoạn này. Đã vào đây kiểu vào đây mình đi qua từng khu nó dễ hơn đi, qua chỗ khu nhọn kia nó dễ bị cô lập. Bắn khu chi kia em toàn toàn em lóc thôi. Ừ thì vào đây mình leo nóc. Ok, xin chào mọi người, mình là Papino. Và hôm nay mình sẽ làm clip đi thể dục cộng đồng. Chị ơi. Ok, đã có khẩu SK rồi nhá. Có thuốc hồi trình rồi. Là đôi dây mòn trước mặt con người nhá. Dạ. Ôi, hồi ơi, mua đồ ấy. Ok các bạn nhá, hôm nay mình sẽ đẩy. Nào mấy thằng diễn viên này. Có hai. Nhà tôi. Đâu? Còn đằng sau là sao? Sau nhà bánh mì. Dạng bánh mì. Mình vẫn đang đi lút đồ thôi. Đồ. Ui, nhà đi ra cũng hay nhỉ. Bắn gãy nhiều thì bắn được idol lâu. Idol có clip là idol nhỉ đấy. Trận này gãy tiếp nha. Trước mặt idol. Ui hai thằng. Nó nhảy nó đẩy. Nhìn xuống này. Đẩy luôn. Bên đường. Bên đường 1. Nhà xanh. Watch out. Nhà này có. Ủa ai ở nóc đây? Ồ, vãi anh rồi. Nhập quật rồi. Anh đồ cứ bắn đi, anh đồ cứ bắn đi. Để thằng vệ em cứu. Đây, ai cứu chẳng được. Kìa chỗ ừ, chỗ góc A thì cũng có người. Góc A. Mày đế hết phần điên hạ lên Nam rồi. Tao hiểu sao. Đế hết phần điên hạ rồi. Chúng nó bắn bắn bọn ngoài đầm. Ngoài đầm có mình. Xây mãi chưa tóc ai. Trên đầu mình này. Để bắn chắc đi. Đầu á. Ui. Đến đi. Rồi đâu à. Không để ý bên ngoài còn một thằng nữa. Để thằng đánh bên này thì là bạn. Về rồi. Bye bye. Bọn này như vẫn đang còn ấy. À hình như là nó hết rồi sao ấy. Nếu mà nó vẫn đang còn bọ ấy. À, dưới cống. Dưới cống á. Dưới cống á. Cho mặt. Dưới cống á. À cống bên kia. Cái bọn ở chỗ bên kia nó đẩy qua. Giống ngoài đồ mà. Còn không. Có thằng hồi sinh này bắn. Có thằng hồi sinh xuống kìa, có thằng hồi sinh xuống. Đây. Yếu rồi. Yếu. Đây nào, không còn lại.
nhà xa. Ok ok. Để luôn, để luôn, để luôn, để luôn, để luôn. Ơ, sao đây còn người à? Ờ, cho nó hồi sinh xuống đấy. Nó hồi sinh xuống đấy, đông lắm, người cẩn thận. Nhà đối diện em một. Nóc chờ, nóc chờ, nóc chờ. À, chưa nóc, chưa nóc, chưa nóc. Ờ, ok, đã nghe rồi. Từ nha. Hay đạn đã, hay đạn. Đoạn này. Mark the location. Có bom, tống bom vào. Đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn. Mình bom tầng 2 này, cẩn thận. Nó tầng 1. Tầng 1. Clear, clear. Đi luôn, đi luôn, luôn. Đàn này nhá. Cứ nhảy lên. Tầng 2. Ok, ok. Ơ, nhà gần có hay sao nhỉ? Đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn. Ôi trời ơi. Team này nghiệp quật vãi. I got supplies. Cái gì đây? Chiêu à, đất đôn sao nó nhắm vào tem mình đấy nhỉ? Nghiệp quật rồi. Nó tạo được khó cho clip. Không, chứ clip dễ quá, không có người xem. Đúng rồi. Bốc kìa. Watch out. Ok, ok, ok. Hai team. Ai đồ cứ để láo đi, em đứng đằng sau rồi. Vâng. Em kê luôn góc đấy. Rồi, đẩy thôi. Nóc hai luôn. Chết rồi. Mày. Tôi đừng gạt nhá. Đừng như clear luôn đi. Chưa chưa, tôi đừng gạt. Nâng cao là clear. Gạt một để xem bạn ở đâu. Đừng gạt để idol gạt. Ê ê, đừng gạt. Chiều. Alo bạn ơi. Nó là... bạn ở đâu để chúng ta giao lưu đi. Nó là người Trung Quốc đây. Chúng ta bắn nhau nữa. Thế rồi, gà đi, gà đi. Thế là hết rồi, có hai thằng. Tôi có biết người Trung Quốc hay người Việt đâu. Ok. Đừng bảo là ai đừng anh ơi. Ê, có xe, có xe. Xe này, xe mình hay xe nó đây. Watch out. Xe nó, xe nó. Ôi. Ui dồi. Ui, mẹ nó vẫn firm được à. Ôi, nó gạt luôn. Vai nó đứng cây ngay đây luôn. Bắn lại đồ của tao. Ấy từ từ. Ấy lấy xe idol xuống phát là đón luôn. Đây đây vẫn còn hồi sinh. Idol còn nguyên. Idol còn nguyên. Nó giật mình vãi nồi được. Số 2 nó không sạc. Bye bye. Idol cắt stream nha. Từ từ idol là cắt stream. Đúng rồi, chăm vợ nữa. Nó cả anh bạn số 3 nữa nhỉ. Đâu đâu chỗ nào? Chơi đi. Đâu đâu. Có mày làm gì vậy Nam? Mày là chia chán đi. Nhà trước mặt này luôn hả? Mày có cái gì? Có người hay cái gì? Ở nhà này đây. Nhà này, nhà này. Ui, đất run. Thằng này áp ca. Không. Ca đâu? Nó đang chạy nè. Nó một đây. Thằng này 2 kìa. Trong nhà. Trong nhà. Có xe vào công tới nữa nhờ. Ôi, sau lưng. Ok. Mình bị thằng sau lưng bắn đấy, chỗ nào bắn đấy. Sớm bốc ra nha, sớm bốc. Ôi, trời. Ui. Sớm bốc ra, sớm bốc ra đi, mình bị thằng nào hướng này bắn này. Không, thằng này nó ở đây, chả biết đâu khỏi đây. Hết rồi, đồ ơi, hết rồi. Mẹ hú hồn ạ. Cậu. Tí toang. Tí thì mất. Dám bắn ai đủ. Sao? Tí nữa mất clip nhá. Đồ bắn với em không sang được đâu. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy, có thằng bắn mà. Có thằng đứng sau bắn. Đúng này. Silence. Mình bị thằng này. Đi luôn, đi luôn. Xe 4. Chơi. Đây. Ai anh chở mình uống nước ấy. Hay đạn. Form up on me. Tesla đâu? Lên. Tốc kia để lấy Tesla đi xoát. Là tí nữa. Lúc là đẩy. Liêu bọn này đã. Nóc rồi, đẩy luôn. Không nó cứu. Nào. Đây, đúng thằng này bắn mình à. Ôi. Ôi. Ui trời ơi. Này. Tôi mốc. Lần sau, mình đi vòng bạn ơi, đừng đi thẳng như thế, nó sấy rồi, bay đầu đấy. Ok, ok. Mâm thẳng mà thế chị ơi. Em có kiểu là nốc phát đạn đẩy thẳng luôn, không kiểu đi vòng. Thẳng này thẳng quá rồi. Quả đế chứ thì đi ba người. Không sao, làm được. Phải tin tưởng đồng đội của em chứ. Nói chung là tăng... Anh Lộc đi lốp, tăng độ hấp dẫn. Tăng độ hấp dẫn cho game cũng được, không vấn đề gì. Đúng rồi. Có xe bác ghi. Nó càng nhiều. Có xe bác ghi, từ từ.
Ui xin 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 đá xin đá xin đá. Ui rồi. Năm một lại bị nóc rồi. Đây. À nóc rồi. Cứu đi. Mình bị nóc ấy. Đi tôi. Ui hai thằng nữa nào. Cứu đi thứ ba. Cơ bản đấy kệ mình. Đi. Ok. Clear. Chưa. Gạt. Còn vẫn còn. Lia. Team này lia rồi, còn team xa thôi. Lia. Ừ, lia. Hay. Xe lên lũ đồ. Cả tức hẳn một tháng cơ à, mỗi ngày vào xe mình lên đấy. Nóc nhà này hả? Yếu. Đó ba mẹ. Nó một. Từ từ. Số hai. Lên. Cứu. Nè, vừa bị lên ăn tí lửa lại phải xuống. Sợ gì lửa. À, bắn từ đầu game bây giờ có ai kill thế này. Hai cái gì vậy? Mấy cái hai kill. Ông mà sớm thế thì mình thua rồi. Xe. Xe vào bó. Thôi đâu. Yếu. Ôi. Hai đầu rồi. Có một thằng nhờ, vẫn nốc mà. Vẫn còn mua. Ý top 1 rồi, trận này top 1 về đồ. Tôi cũng làm không một không chỉ tím nha. Thôi ông ơi, quảng cáo ít thôi. Cái đoạn nào quảng cáo, tôi cắt hết. Tôi cắt hết. À đồ ơi. Phải bảo là Facebook Bắc Minh Quân thì mới đúng. Nam. Nhọc tất. Mình ở Thái Bình nhá, mình làm Thái Bình nhá. Nhà Thái Bình nhá mọi người nhá. Watch out. Nhưng mà có like không hay là chỉ là Facebook thôi? Có like Facebook 30 quân có like mỗi ngày mà. À thế là streamer mới đúng không? Người bên kia kìa. Mới nổi. Thế đồng nghiệp rồi còn đâu nữa. Nhưng mà sao em like nó lạ lắm, toàn một với hai người xem thôi. Có như ai đổi. Ê thôi ông đừng có búp em. Đừng búp em anh ngập. Từ từ để cho tôi có kill để thể hiện cái idol hôm nào. Gạt một vẫn còn một anh ơi. Vậy không lọt à? Đồ muốn xa đấy, lọt sao được. Ok lọt kìa. Vẫn lọt được. Ok. Ai bắn úp đây? Tôi còn lửa. À đây à? Không sao. Chạy ra một tường nhá. Một tường. Chỉ có một thằng thôi. Em đẩy cho idol nhá. Ở nhà trên này á? Idol nhớ lia cam mà em nhá. Nhà trong này. À. Một tường ngay. Ai đúng không này? Ai pin nhà kia nhỉ? Rồi. Đã bật cam nhá, Ashton. Ui giời ơi. Tôi không có một được mà. Liếm nhanh lắm. Từ ông em kia hay nhỉ? Tôi đang định bảo idol lia cam để tôi lên clip, tôi tỏa sáng. Mấy ông này bắn hết rồi. Liếm nhanh lắm. Không có đâu. Không có. Chạy đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Ô, nhưng mà sợ trận này ít kill với idol không up lên thì chết. Mình bảo kill rồi, ông top 1 sao ấy? Top 1 là đang mà, cần gì nhiều kill đâu. Top 1 là đang rồi. Nghỉ lắm. Idol làm với team rồi. Đợi 4-5 tháng sau chứ hết clip đang nghỉ nhập ấy. Tôi bảo tôi xem luôn, tôi đang không. Hay là kiểu tối đang đâu, sẽ phải mấy ngày nữa. Kiểu sao anh? Đang gạt lắm. Đâu xào. Watch out. Thấy rồi. Ông Nam với ông kia chạy lên đi. Xong rồi nốc xong rồi bảo là có idol lộc ở đây này, đập xảo đi. Đấy hợp lý. Thôi diễn không? Bắn nó luôn. Thôi diễn luôn ạ. Dạ. Ôi hay. Không biết diễn. Diễn là kịch bản. Làm ở nhà thế. Facebook Bobby Quân. We are number 1. Không ngồi ta không.
Ơ sao chết? Thôi ngay, thôi ngay. Thôi mọi người ơi, nãy giờ mình quên quay rồi, bây giờ làm sao? À trời ơi. Quên, ơi, như không được. Quên quay. Thật. Và như vậy bây giờ bận rồi. Bận rồi làm sao giờ quên quay video rồi. Tôi anh rồi. Tôi anh rồi. Tối á. Không, thật đấy. Tối anh rồi này. Thật. Kịch bản thôi, kịch bản rồi. Thật. Quên quay thật mà. Giờ sao bây giờ? Không có clip là buồn đấy. 23-24 tuổi rồi. Không có clip thật là đùa đấy. Không, thật mà. Này, kiểu lúc nãy mình quay nhưng mà kiểu mình quên ấn tắt xong rồi vừa rồi mình lại ấn tắt để mình bật quay ấy, thế là nó lại thành tắt. Bây giờ như nào? Thôi để hẹn mọi người tối nhá, tối mới mà chơi lại thì quay lại clip nhá. Được không? Thôi, idol lại diễn. Nghe kiểu tụt mốt, dã man rồi.